Cũng vậy, các đại Bồ Tát đều được trời rồng dạ xoa Atula vân vân và bậc hữu học, bậc vô học cúng dường. Như kẻ đi đường mệt mỏi giữa nơi hoang dã nguy hiểm, gặp kẻ dẫn đường, có thể được an ổn. Cũng vậy, các vị đại Bồ Tát này dùng năng lực phương tiện hướng dẫn hữu tình ra khỏi sanh tử được an ổn. Như người nghèo khó nương dựa vào trưởng giả giàu có mới thoát khỏi túng thiếu, ngoại đạo Bà La Môn nương Bồ Tát mới ra khỏi sanh tử. Như đại trưởng giả của cải vô lượng cho mọi người đều được sử dụng. Cũng vậy, hữu tình sanh tử đều nương tựa vào các đại Bồ Tát này. Như đại trưởng giả muốn vượt qua khỏi hiểm nạn phải nhờ nhiều bạn đầy đủ vật thực ăn uống mới qua khỏi hiểm nạn được. Cũng vậy, các đại Bồ Tát này muốn ra khỏi hiểm nạn sanh tử chắc chắn phải nhờ phước tuệ bảo vệ các hữu tình mới ra khỏi thế gian đến trí nhất thiết. Như người đi xa cần đem nhiều của báu mới được lợi. Cũng vậy, các đại Bồ Tát từ biển sanh tử đến trí nhất thiết cần tu tập phước báu phước tuệ thật nhiều mới mau chứng trí nhất thiết. Như người thế gian tham cầu của vật không hề nhàm chán, cũng vậy Bồ Tát hư cầu thắng pháp tâm không nhàm chán. Như người dẫn đường cần có bốn việc hơn người: giàu có, địa vị cao, tài giỏi, lời nói có uy tín. Cũng vậy, các Bồ Tát giàu có công đức ở địa vị tôn quý, được pháp tự tại, lời nói chắc chắn. Như người biết cách dẫn đường đi đến thành lớn, cũng vậy các vị Bồ Tát hướng dẫn hữu tình đến trí nhất thiết. Thiền vương nên biết, các đại Bồ Tát hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, biết rõ con đường nên đi, con đường không nên đi, nơi tà, nơi chánh, nơi cong, nơi ngay, nơi an ổn, nơi nguy hiểm, nơi có nước, nơi không có nước, hoặc nơi có nguy hiểm, thì đều biết con đường thoát ra. Các đại Bồ Tát này biết rõ các con đường không hề nhầm lẫn, đã hướng dẫn, thì không trái với căn cơ của chúng sanh. Vì người cầu đại thừa nói đạo vô thượng, chẳng nói đạo độc giác thanh văn. Vì người cầu độc giác nói đạo độc giác, không nói đạo Bồ Tát thanh văn. Vì người cầu thanh văn nói đạo thanh văn, không nói đạo độc giác Bồ Tát. Vì người chấp trước